Xin chào các bạn. Hôm nay Khinh xin chia sẻ với các bạn về cái chức năng cảnh báo buồn ngủ trên chiếc Honda CR-V. Một số bạn thắc mắc với Khinh rằng là chức năng cảnh báo buồn ngủ này nó hoạt động như thế nào và khi nào, điều kiện nào để nó hoạt động và làm sao mà biết là nó hoạt động. Thì Khinh xin phép mời các bạn lên xe để Khinh sẽ hướng dẫn cho các bạn một số dấu hiệu mà cảnh báo buồn ngủ này lúc nào nó hoạt động. Đầu tiên á là cái xe để hoạt động được hệ thống cảnh báo buồn ngủ thì nó cũng phải có một số điều kiện. Điều kiện có nghĩa là khi các bạn lái xe phải trên 30 phút nha các bạn, và tốc độ của các bạn lái phải trên 40 km/h, thì đây là những điều kiện là cần phải có. Ngoài ra, khi các bạn đã lái xe trên 30 phút và tốc độ của mình trên 40 km/h thì cái vô lăng của các bạn sẽ bị lệch làn đường. Lệch làn đường có nghĩa là nó bị chao các bạn. Mình sẽ xoay tới xoay lui cái vô lăng gì nè. Thì lúc đó là máy tính nó sẽ hiểu là cái xe của các bạn đang trong tình trạng là mất kiểm soát. Thì nó sẽ hiện đầu tiên là một cái cảnh báo cốc cà phê, và nó có một cái dấu nấc, nấc thang. Nó có hai ba nhiều nấc trên cái táp lô. Đây Khinh xin phép giới thiệu các bạn. Dạ rồi, hệ thống cảnh báo buồn ngủ các bạn phải đeo dây đai an toàn nha, các bạn phải đeo dây đai an toàn mới xài được. Rồi khi mà chiếc xe của chúng ta đủ điều kiện rồi thì ở trong cái vị trí chỗ này nè, cái khoảng giữa của màn hình nó sẽ hiện ra một cái gọi là một cái cốc cà phê và một các vạch ở phía dưới ngay cái chỗ cái phần 0 đến 20 á các bạn, nó sẽ hiện ra một cái vạch. Thì lúc này cái vạch cốc cà phê nó sẽ, cái vạch này nó sẽ giảm dần cấp độ 4, 3, 2, 1, và bắt đầu mỗi cấp độ như vậy thì nó sẽ rung cái vô lăng các bạn và phát ra tiếng kêu bíp bíp bíp. Thường cấp độ số 4 là lúc đó nó mới vừa cảnh báo các bạn là lệch làn đường thôi, thì lúc đó thì vô lăng của chúng ta nó chưa rung đâu, thì nó sẽ rung ở thường ở những cái cấp khoảng cấp 2 hoặc cấp cuối cùng, cấp cao nhất là lúc đó nó phát hiện các bạn đang rất là buồn ngủ rồi, thì cái vô lăng nó sẽ rung lên các bạn, rung cái vô lăng nè và phát ra tiếng kêu bíp 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 để cảnh báo các bạn là nên dừng đi. Thì các bạn nhớ lại điều kiện hoạt động nha. Hệ thống cảnh báo buồn ngủ sẽ hoạt động ở tốc độ trên 40. Điều kiện các bạn phải đeo dây đai an toàn và lái xe trên 30 phút. Có mất làn đường có nghĩa là chúng ta sẽ xoay lái xe mà chúng ta mệt buồn ngủ á, thường chúng ta quán tính sẽ xoay cái vô lăng nè, lệch làn đường chúng ta lệch làn đường qua lệch làn đường lại, thì lúc này cảnh báo buồn ngủ nó mới bắt đầu kích hoạt và nó sẽ có một cái cốc cà phê hiện lên và có cái bốn nấc ở phía dưới. Các nấc này nó sẽ giảm dần tùy theo mức độ lệch làn đường của các bạn, và khi càng giảm về sau thì cái vô lăng nó sẽ rung lên các bạn, rung lên để cảnh báo là cho các bạn là các bạn nên dừng đi và chúng ta phải nghỉ ngơi. Và đây là một tính năng rất là an toàn khi mà chúng ta lái xe được trang bị trên cái chiếc xe CR-V này. Thì qua cái chức năng này Khinh mong rằng các bạn lái xe thì mình sẽ lái an toàn hơn, không cái tập trung chú ý hơn, và khi mà có buồn ngủ thì các bạn nên dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi khoảng một vài tiếng gì đó để cho chúng ta lấy lại sức và tiếp tục cuộc hành trình. Dạ xin cảm ơn, dạ xin chào.